và xã Đức Tiến nhắn gửi chung lần cuối, hứa hẹn kiếp sau cả hai gặp lại nhau. Đàm Vĩnh Hưng hé lộ vợ nam siêu mẫu đang mang bầu lần hai. Và hai vợ chồng có muốn thêm một baby nữa không? Tụi này cũng có nghĩ đến nhưng mà chắc khoảng thêm 2-3 năm nữa. Tất nhiên là mình cũng phải cấy tiếp như vậy ha. Đúng rồi. Nhiều lúc cũng hên chứ, hên dạ. tự nhiên mình có thai tự nhiên sao? Đâu có biết được. Đúng rồi, cũng hy vọng là vậy. Bạn bè đâu đớn tiết lộ hình ảnh cuối cùng của Đức Tiến. Giây trước còn bổ mic cho mọi người, giây sau đã nằm trên xe cấp cứu. Ơi Đức Tiến ơi. Dạ. Wow. Tiến ơi, tôi dám tấm lòng của người này. Rạng sáng ngày 20 tháng 5, theo giờ Việt Nam, Hoa hậu Bình Phương, vợ của cựu siêu mẫu Đức Tiến đã có bài viết nhắn gửi lời cuối cùng đến ông xã. Cô xót xa viết: "Ông xã ơi, gia đình nhỏ của anh cần anh, mà vì sao chú gọi anh về với chú sớm quá? Nhưng anh đừng lo, anh là người cha tốt, người chồng tuyệt vời, người bạn chân thành và mọi thứ ở đây để em và những người bạn đồng hành cùng anh trong cuộc sống này lo. Anh hãy an nghỉ anh nha." Trong bài viết, cô thể hiện nỗi nhớ nhung, yêu thương vô bờ bến đến với người đã đầu ấp tay gối bên cạnh mình hơn 10 năm qua. Bình Phương còn nguyện kiếp sau mình sẽ tìm lại chồng và tiếp tục đồng hành bên nhau. Cô viết: "Nếu có kiếp sau mình sẽ gặp nhau như vậy nữa anh nhé. Anh đừng lo, em sẽ luôn tìm anh, không cần biết ở đâu, thời gian nào, vũ trụ nào, thế giới nào em sẽ tìm được anh và mình sẽ đi tiếp cuộc hành trình của mình anh nhé. Em và mèo sẽ nhớ ông xã thật nhiều. Đây không phải lời tạm biệt ông xã ơi, đây là chúng ta sẽ gặp lại nhau." Lời chia sẻ của cô đã chạm đến trái tim của biết bao khán giả, ai cũng mong rằng cô sẽ mạnh mẽ đi tiếp và sớm vượt qua nỗi đau quá lớn này. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong tối ngày 19 tháng 5 cũng có những tâm tình gửi đến Đức Tiến, trong đó anh tiết lộ Hoa hậu Bình Phương đang mang thai em bé thứ hai. Anh viết: "Anh và em cùng khởi hành một thời điểm của ngày ấy, tính ra mình đã là đồng nghiệp 25 năm rồi đó Đức Tiến à. Thương em, nhất là bà xã em vừa đang mang baby nữa. Có lẽ nợ duyên của em ở trần gian này đã tận, em phải về trời thôi. Em đi thanh thản và bình yên, phù hộ cho vợ con em thật nhiều em nhé." Hiện Hoa hậu Bình Phương chưa xác nhận thông tin trên, nhưng nếu đây là sự thật thì lại càng đau xót. Bé mèo vẫn còn thơ dại, vợ một mình gồng gánh cả gia đình. Bạn bè của Đức Tiến cũng hé lộ những hình ảnh cuối cùng của anh trước khi mất. Theo đó, cựu siêu mẫu có một buổi họp mặt ăn uống vui vẻ cùng những đồng nghiệp thân thiết. Anh còn bổ quả mít để chia cho mọi người cùng ăn, sau đó đến bồn rửa tay thì ngã gục và được mọi người gọi cấp cứu. Đức Tiến được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Fountain Valley nhưng không qua khỏi, anh mất lúc khoảng 22 giờ. Đạo diễn, diễn viên Mai Thu Huyền chia sẻ: "Nhìn Phương tội lắm, cô ấy còn biết làm gì ngoài khóc. Phương quay camera để tôi ngắm Đức Tiến lần cuối. Tiến nằm trên giường bệnh, giữa những dây dợ, máy móc chằng chịt. Trước đó, Đức Tiến có về nhà thăm vợ con sau chuyến lưu diễn Atlanta, bang Georgia, sau đó lại tiếp tục xa nhà đi làm. Cựu siêu mẫu vốn khỏe mạnh, hoạt bát, không có dấu hiệu của một người bệnh nặng. Đầu tháng 4 năm 2024, anh còn về Việt Nam để tham gia họp báo ra mắt bộ phim điện ảnh mà mình góp mặt diễn xuất. Anh tay bắt mặt mừng, nói chuyện rôm rã với các đồng nghiệp lâu ngày mới gặp lại. Không ai ngờ rằng đây cũng chính là sự kiện cuối cùng của anh tại quê nhà và mãi mãi không có cơ hội để gặp lại nhau. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe tin dữ về anh. Chẳng ai nghĩ rằng một người khỏe mạnh như anh lại ra đi sớm như thế. Khán giả xót thương cho một người tài hoa nhưng bạc mệnh. Mọi người mong rằng anh ra đi thanh thản." Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.